Như vậy thì bảo sao? Đơn giản. Nhiều khi nó nhẹ hơn sáo luôn á. Mình cho nó ăn cua đi. Đi săn chim săn, mấy anh em đang chạy trên kia. Dẫn nó đi săn sẻ cu hả? Cu dí được không? Hả? Nó dí được cu dí được nhưng mà ăn nó khó dễ lắm. Dưới đất quá trời kìa. Có đường vô trên kia kìa, trên kia chỗ đó đó, đúng rồi. Không, trên đây nè. Đèn thế đúng. Ấy cái con ngay sát này, con ngay sát cây nè, thấy không? Dưới ở gốc cây con nó bự á, con đó dễ lần trước đi, con nó không phải con trẻ đâu nha, con đen đen á, cái lá hả? Làm nó đi. Đủ má con, làm gì con sâu kìa? Con cu trong kìa. Từ kia con sâu. Con điên này như con ao đặt con đỏ thôi. Đây là con cu sát vợ kìa. Chơi con cu chứ đâu chơi con trẻ. Tuyệt vời. Dính rồi nha các bạn. Hả? Nó tiền cu chứ nó đâu tiền sẻ đâu. Để vậy con cu mự hơn. Ừ. Con sẻ nhỏ chiếu nó đâu xem tia đâu hưng. Kẹt đó nha. Nó tiền con cu đẹp không? Mà chơi con cu chứ nó không chơi nó con sẻ. Nó tiền con này nè chứ nó không tiền sẻ. Thì đừng chăn sẻ nữa, bỏ sẻ thôi. Con cu thôi. Cu cháo thôi. Cá ruộng săn cò. Cái con đi săn cò 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 lửa. Cò lép. Cò lép. Tiếp tục lên đường. Đi anh kiếm chỗ nào đứng. Nó quay được không? Quay được chứ. Đù, quả đẹp luôn. Hay quá con. Ta tưởng nó bỏ con sẻ rồi, ra quất con cu. Chết luôn. Con sẻ ngay đó, kẹo chơi con sẻ luôn. Một phạt ra tận cua luôn. Mồi mồi sống mình đâu. Thôi không em chơi con súng. Cứ cho nó chụp nè. Người rồi nó ăn cái gì? Cút anh. Gì đó, con thịt cút gì đâu. Từ từ chứ. Xong pha này nó bào còn dữ nữa nè. Tươi luôn. Cho ăn ít thôi đúng không? Mấy miếng không? Thì được rồi. Lên đường tiếp thôi. Khu này săn chim thì được chứ mấy ông bắn ná ra đây bắn là bó tay. Mấy ông nghĩ sao mấy ông ra đây mấy ông bắn trời.
Đường khung. Ừ. Ná đây nhà kính nhà đồ. Tiếp chưa? Ừ. Tiếp hả? Cho. Tới cử mà không cho chị đi săn á, chị giận á. Con EU tí ăn ké hả? Anh thằng EU tí ăn ké hả? Không, chim nhỏ săn cho chim lớn ăn. Nên người ta kêu bao vào, bao vào. Con bao vào luôn cả cường á. Ừ. Tu hú đẻ trong tổ chim sâu cũng vậy đó. Rồi lên đường tiếp nha các bạn. Khá thịt, thằng nhỏ khá thịt. Thằng này tí ăn ké thôi. Này chỉ ăn ké thôi. Thẳng ăn cu luôn, cái thịt luôn á. Ừ, nó bỏ qua ăn cu luôn mà, nó bay thẳng một mạch. Đâu lẽ là thằng khí rồi, con cu nó bay một bên là cũng có nhìn con cu mà. Mình dừng lại xẻ nó không thích, nó khoái mùi bự. Nó lại đẻ tao nó đó. Cái cục thịt bò với cục thịt heo, cái chọn cục thịt bò chứ. Cũng chịu khó làm cái bộ di chân. Con này bị ngáo rồi. Đùa tới chiều đi, mát mát rồi coi. Đi đâu? Đi đâu? Đó, chuyện coi này tới chiều á, nói chung lắm. Nói săn luôn á, chiều chó săn không? Hả? Ai biết được kêu một chút rồi tham phán bên đằng. Đó. Rồi nó trồng dây. Nó hổ xuống đất mà nó đứng trên cây. Thôi. Đây không phải nghề của em. Không phải khu này mà bắn gì, đi Long An đồ bắn, đây bắn. Giờ anh nuôi được ra kêu mày ngon mày bước xuống đất đi. Ừ mày ngon mày bước xuống đất đi. Cử anh đệ tao quất mày liền. Tao chơi không được thôi chứ đề tao là vô tư. Ừ. Ở đây để tao được quẩy thoải mái. Á đù. Làm nó luôn đi. Biết mình biết mình biết. Rồi nó kia. Ngoài tầm của nó bay xuất phát trước, dí không kịp các bạn. Con này giờ nó tốt rồi, đụng con nào nó cũng dí hết trơn. Đó, xuống liền. Uống ghê, con Sáu đứng quá xa quá. Sáu đứng gần gần là quốc đường nó rồi. Chơi mấy con này đòi hỏi tính kiên nhẫn cao lắm các bạn. Cả một nghệ thuật. Để anh chở. Thì ngồi lên xe nè. Nó thấy xa nó cũng không muốn dí rồi. Biết nó bắt được con nào không. Ừ. Nó nhìn cái tầm là nó biết rồi. Thấy nó cũng nó không dám bắt, nó thích chơi con nào bỏ lại cũng được hả? Nó tia con cu. Em phải bình tĩnh xong rồi. Hay.
con này thì có đơn giản rồi. Đi em, hút đi. Bắt được cái rẻ rồi nha các bạn. Tuyệt vời. Tiểu Cường, hay quá Tiểu Cường ơi. Này Tiểu Cường gì nữa. Con sẽ cho nó ăn đi. Em hai dít để bắt được con sáo nữa thành công đúng không? Là chuyến đi là ok. Sáo đơn giản. Tại nó không nước gần thôi đúng không? Ừ. Chứ quá đủ quý rồi. Sáo nó chơi nấp trong đó thôi. Anh là anh mê con cua cườm đẳng kìa. Ừ, nhưng mà con cua cườm là to là trứng nhất, thấy chưa? Phải sáo thì ngoài. Con cua cườm là phải chơi mà chơi chắc bắp á hả? Ừ, mình chơi chắc chứ, đúng không? Lần sau môi lượng nó bỏ môi á, chụp hụt một vài lần rồi, không chơi nữa. Cứ cách pha hụt có pha dính gì nó cũng ổn hơn. Rồi, đi tiếp đi. Rồi, lên đường tiếp. Giờ cho nó nghỉ đi chứ chạy qua bên mấy anh kia luôn ha. Hả? Hay chụp nữa. Nhiều hả? Ừ. Sẽ nhiều quá. Bên mình đi, đi tại đất khách này không? Chơi được có mượn cho bà. Sẽ đâu chả có đúng không? Sẽ nhà đi. Sẽ đang ở đặt chỉnh thôi. Đang đi tôn bay lên làm cái ép rồi xong cái mũi thì mấy con này, mấy con trẻ đó có bao giờ đụng con này đâu mà biết. Gì cu ngói nữa, cu ngói quá trời luôn. Sao này cướp phán luôn. Rồi, cái này nó bị sao đó. Cướp con, mà. Con này giấc chiều chiều á, nó mát. Mát xỉu rồi ơi, cho giúp. Này con EU nữa các bạn. Này khứa. Ê. Hello. Hello baby. Nhầy nhầy nhầy. Lội vô. Lội bộ vô đi Hưng. Đi lắm á. Biết đâu bất ngờ. Con này gần mà. Vu nhí nè. Giờ nó mắc mấy tháo rồi. Hai bác, ba bốn con. Ba bốn con. Đây má ha. Chung quanh chung cư nhà cao nè. Gió lộn xộn. Cái kiểu con này là nó thấy trước nó mới đánh. Nó nhìn do mình tập á. Bây giờ muốn nó quăng thì mình phải quăng cho nó. Một hai lần nó mới biết. Em nhớ mình tập cho nó đứng con thật xấu. Cắt, mình kéo sát xong cứng rồi.
Mới à? Giờ tới chủ nó nghỉ mệt. Chim sâu đây hả anh Đặng? Chim sâu. Dòng này dòng bé xa nha các bạn. Hồi nào săn sẻ rồi. Thử cho chim sâu săn sẻ đi. Hưng quá, nó còn nhỏ hơn con sư bà con Hưng nữa. Sư bà kia sư bà mái. Con này cũng trống. Con bé trống này. Con này con EU nữa các bạn. Thử nhắc thử. Ừ. Rồi sao rồi. Định mua cái cái mà chơi trò nhỏ kêu chắc chắn vô kéo rồi lấy gì mà ấy. Thua. Từ nay chắc dùng răng. Con này nó ngáo sao chủ ngáo y gì. Anh em nghỉ xíu đi săn nữa nha các bạn. Tự nhiên anh thấy nó bay qua đầu mấy con sẻ mà nó phang lại cung. Này nó chạy á thì ngã mấy con cú kia á, nó đứng đi con cú rồi. Sâu đó. Con này nhìn mặt ngầu hơn á. Trời bét mà nó săn rồi, con này nhìn giống con gì không biết không? Chim lát hay đội dây điện á. Đuôi vẫy vẫy vẫy. Bữa giờ không cầm tay nó còn. Hay quá, dính sáo rồi. Thầy ơi Hưng ơi, đi. Em lấy ngón tay em để ngay họng nó đó, là nó không kêu. Ừ. Hay quá con ơi. Dăm ba cái đồ sáo luôn rồi. Dăm ba cái con sáo này. Hôm bữa anh thấy cái clip với quê em đâu có chặn họng đâu, nó la quá thì la. Em thì la cho mày con kia tại chơi cho vui à. Bàn. Hồi nãy con này mới bắt xuống, mấy con kia cũng xuống đánh nó đó. Nhưng mà em chạy vô nhanh. Không lỡ nhát đó hả? Bẹt. Cái bọt hai cái chân này, hai cái chân này ghê. Khá lắm Tiểu Cường. Đu mà tự nhiên Tiểu Cường chá. Chứ nó tên gì? Hả? Run bắp hay ngô hay là à, cũng phải đổi cúi bắp quá giờ quá nó phải đặt con bữa con ngô tên gì? Ngô là bắp. Bắp hả? Con này con run hả? Như vậy thì bảo sao? Đơn giản. Nhiều khi nó nhẹ hơn sáo luôn á. Mình cho nó ăn cua đi. Đi sáo. Chưa lắm mày chưa. Hỏi ông ná thủ, ông móc ná ra mới ghê chứ. Dạ, bởi em mới kêu ông qua đừng bắn nữa. Không mà kỳ quá, tự dưng ná đi bắn ở đây. Ông đâu biết mình sân không, kia. Ý là ná bắn ở đây cũng ấy đông quá. Ở đây mấy ông luôn á. Nhiều lắm. Đi gặp biết nhiêu ông nói. Ná ta về dưới công an ta bắn nó. Hả? Ừ. Ừ, nó kêu tao mới chụp con màu đen cho giờ đổi màu rồi. Kêu cho chiếu rồi, cho chiếu rồi. Giờ đi đổi con xem đi. Có giò em nữa. Đó em có cách không? Lấy cái dây gốc cái giòn sáo lại để
Em gu nó còn la không Hưng? Coi nó la. Đánh chim. Quay được, quay được. Có. Ông ná thổi xuống mà tưởng chim mới trên cây xà xuống ông bắn mới vui. Đó ngưng xuống chán kìa ông. Thôi đi làm bông rồi nó được hết. Bị dư năng lượng. Chứ có mệt. Anh ăn cầu dây vô cho con kia quốc luôn đi. Nãy giờ chục cái rồi á. Đó này. Ngồi sau ná thở mày luôn á. Đâu, em xin. Ra tới đây mà còn ô nhiễm hơn trong thành phố.